quay. Giờ nó bắt đầu sang dự án Việt Nam đi khảo sát nửa hòn đảo 64 hectare và đang có tại là bến Cano. Đó, vàng nó tôi chích nào đây đây. Bến Cano của ấy đây. Đang gọi điện đây. Đang việc chủ nhóm nè. Châu nè, đâu rồi còn ai nữa đâu hết rồi. Ủa hai đứa kia đâu? Là con ấy đâu? Chị chè la xè quá à. Đây đây đủ. Ủa còn đứa nó đâu? Ủa đi đâu vậy? Đâu? Đây. Đây. Đây hết. Chào anh đâu? Anh vui đâu? Vui đây là thủ tục giấy tờ. À lấy thủ tục giấy tờ đây. Rồi rồi rồi. Không phải đơn giản đâu. À xuất bến là phải làm. Xuất bến phải làm mình lệnh xuất bến không? Đây là anh Hùng. Đây. Tiền nè. Ký nè. Đây anh Việt trưởng nhóm nè. Đi khảo sát đảo nè. Đi Châu nè. Đúng không? Mình đi chiếc nào đâu? Đây cano chỗ đây nó nhộn nhịp quá.